Kính thưa quý cha, quý sư, thầy Sáu, ban chấp hành cộng đoàn và toàn thể cộng đoàn dân chú, trong niềm hân hoan mừng đón lễ Giáng sinh hôm nay, xin mọi người hãy lắng đọng tâm hồn để cùng ca đoàn chúng con dâng lên Chúa những lời ca chân thành. Xin Ngài đến và ở lại với chúng con. Lạy Chúa, những ngày tháng mong chờ trôi qua thật chậm chạp, lòng con háo hức chờ ngày Chúa đến. Chúa ơi, Ngài đang ở đâu? Ngay cả hoa lá, cây cỏ và những ngọn đèn hàng đêm cũng mong mỏi chờ ngày Chúa đến. Xin Ngài hãy đến để thánh hóa lòng chúng con, để con được sưởi ấm, được yêu thương, lòng hân hoan thốt lên Maranatha, Chúa đang đến giữa chúng ta. Về đây hát ca tôn vinh Ngài để muôn dân được
cảm nghiệm sự bình an và thánh thiện trong đêm kịch thánh này. Xin cho uy linh của Ngài tỏa sáng trên con, để con biết sống khiêm nhu